Cáo phó Linh mục Phêrô Hồ Mạnh Tín. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25. Trong niềm tin và mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu, Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang kính báo Linh mục Phêrô Hồ Mạnh Tín thuộc Giáo phận Nha Trang qua đời lúc 11 giờ 45 phút Chúa Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023 tại Tòa Giám mục Nha Trang, hưởng thọ 69 tuổi, 28 năm, Linh mục. Thánh lễ an táng vào thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023, 5 giờ nghi thức nhập quan và thánh lễ do cha tổng đại diện chủ sự, 8 giờ thánh lễ an táng tại Tòa Giám mục Nha Trang, chủ tế Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang, an táng tại nghĩa trang Linh mục Giáo phận xã Vĩnh Trung, Nha Trang. Tiểu sử của cha Phêrô Hồ Mạnh Tín. Cha cố Phêrô sinh ngày 30 tháng 6 năm 1954 tại Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Từ năm 1964 đến năm 1973 vào tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Từ năm 1974 đến năm 1975 học triết học tại Đại chủng viện Hòa Bình, Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến năm 1995 học thần học tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Ngày 29 tháng 6 năm 1995 chịu chức linh mục tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã lãnh nhận các nhiệm vụ. Năm 1995 phó sứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang. Từ năm 1995 đến năm 1997 quản nhiệm họ Cầu Kẻ, Nha Trang. Từ năm 1997 đến năm 2007 quản sứ Cầu Kẻ, Nha Trang. Từ năm 1995 đến năm 2008 thư ký Tòa Giám mục. Năm 2007 phụ tá giáo xứ Ba Làng. Từ năm 2007 đến năm 2012 quản sứ giáo xứ Ngọc Thủy. Từ năm 2012 đến năm 2017 mục vụ tại Tòa Giám mục Nha Trang. Từ năm 2014 đến năm 2017 linh hướng dòng Catmen Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ năm 2018 hưu dưỡng tại nhà nghỉ dưỡng Linh mục Nha Trang. Sau một thời gian dài bị bệnh và điều trị tận lực, ngài đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 45 phút ngày 8 tháng 10 năm 2023, hưởng thọ 69 tuổi với 28 năm linh mục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.